Vâng, chào mọi người trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu về bộ sạc pin năng lượng mặt trời. Thì ở đây mình đã kết hợp bộ sạc pin năng lượng mặt trời này với lại bộ inverter. Bộ inverter này thì có tác dụng là chuyển đổi từ nguồn điện DC sang nguồn điện AC và đưa trực tiếp vào cái hệ thống điện dân dụng mà mình đang dùng ấy, 200 AC 220 V đấy. Thì đây là bộ sạc pin năng lượng mặt trời. Bộ này thì có nhiệm vụ là nó sẽ tự động điều chỉnh cái điện áp mà mình lấy vào từ pin năng lượng mặt trời và sạc vào ắc quy. Thì ắc quy ở đây mình có thể đã đấu trực tiếp vào ắc quy ở trong inverter này, ắc quy 12 V. Bạn có thể sử dụng ắc quy 24 V. Thì nếu mà bạn muốn sử dụng cái loại ắc quy khác thì mình cũng phải tính toán nối các cái tấm pin năng lượng mặt trời này để nó phù hợp. Thì ở đây mình sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời này 10 W, và có đây là thông số của nó này. Vì dòng của cái tấm pin năng lượng mặt trời này khá thấp, khoảng 0,6 thôi, nên là phải cần cái bộ sạc pin năng lượng mặt trời vừa rồi, bộ này đấy. Đây, thì ở đây mình đã lắp thêm đồng hồ đo vôn và công tắc này. Thì đây là hiện tại là đang đo cái điện áp sạc vào của ắc quy. Đây này, đo cái điện áp của tấm pin năng lượng mặt trời này, hiện tại là với cái ánh nắng như này là khoảng 20 V. Thì cái điện áp này nó sẽ phụ thuộc vào cái cường độ ánh sáng mà ở nơi mình sinh sống. Và mình nói thêm về cái tải này là tải 12 V, cái đầu ra này là 12 V. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái ắc quy mà mình lắp vào. Thì mình lắp ắc quy vào thì là mới cái nối tải này mới sử dụng được, chứ không có ắc quy thì không sử dụng được cái chức năng này. Đây là bộ inverter này. Thì bây giờ mình sẽ check với lại sạc điện thoại này. Đây này. Sạc. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ check với lại cái máy khoan này. Máy bắt vít. Thì mình vừa check với lại cái bộ inverter này với lại hai cái thiết bị, đó là máy bắt vít và sạc điện thoại. Rồi, thì vừa rồi mình vừa giới thiệu cái bộ sạc pin năng lượng mặt trời và bộ inverter. Thì cái bộ này nó ứng dụng rất cao trong cái công việc là tiết kiệm năng lượng và sử dụng cái năng lượng sạch